OK anh chị em, hôm nay Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách làm nhẹ dữ liệu ổ cứng ở trong Zalo. Zalo sau khi dùng một thời gian thì dữ liệu ổ cứng sẽ chiếm rất là nhiều. Vì vậy là chúng ta cần phải thường xuyên làm nhẹ. Rồi, chúng ta vào phần cài đặt dưới cùng này, sau đó chúng ta vào phần cài đặt này. Rồi chúng ta vào phần quản lý dữ liệu này. Chúng ta đợi một chút thì Zalo sẽ tự động tìm kiếm các cái dữ liệu của cho chúng ta. Sau khi mà search xong anh chị em nhìn thấy kinh khủng không ạ? Zalo đã sử dụng 79,5 GB. Trong đó dữ liệu trò chuyện là 49 GB, Zalo Receive là 24 GB. Bây giờ mình nhấn vào quản lý này. Đó, đây là những cái những cái file mà gì ạ, mà Zalo đã download về. Rồi quản lý dữ liệu này, mình nhấn vào quản lý này thì nó sẽ lọc ra tất cả những cái đoạn trò chuyện, đoạn chat. OK, và sau thời gian thì gọi là kiểm tra thì nó đã ra được tất cả những cái nhóm và những cái file này. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy, và chúng ta nhấn vào đây, chúng ta nhấn vào cái đưa cái con chuột vào đây thì nó hiện ra cái thùng rác này. Nhấn vào thùng rác này thì chúng ta có thể nhìn thấy này. Đấy, là chúng ta sẽ xóa là gì ạ? Xóa ảnh hoặc video hoặc là file. Đấy, anh chị em thấy không? Ảnh 3,1 GB, video 1,2 GB, file 94 GB. Bây giờ mình nhấn xóa phát thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ xóa hết. Và chỉ vật với vài thao tác thôi là chúng ta có thể xóa được khoảng độ hơn 10 GB dữ liệu trong ổ cứng chỉ bằng cách đơn giản như vậy. Đấy, và tương tự như vậy, chúng ta nhấn vào đây. Đó, chúng ta cũng xóa ảnh, video và file. Đấy. Những cái nhóm nào mà chúng ta muốn giữ lại ảnh hoặc video hoặc là file thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ tích vào đây, bỏ tích. Bỏ tích đi, ví dụ muốn giữ lại file thì bỏ tích đi, muốn giữ lại video bỏ tích đi, muốn giữ lại ảnh thì bỏ tích đi, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không xóa những ảnh hoặc không xóa video. Đấy. À, những cái chỗ này này, ví dụ thế là mình nhấn vào. Đó, chỉ với vài thao tác thôi là chúng ta đã có thể là xóa được rất nhiều những cái dữ liệu mà trong nhóm của mình. Đó. OK, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.